Đây là những cái sản phẩm vòng gỗ sưa đỏ Quảng Bình bên tôi nhé. Giới thiệu cho các bác những cái mặt hàng sản phẩm qua những cái thông tin này. Đây là sợi trúc size 8 ly. Hàng này là hàng vân chun sụn đẹp, dành cho nữ hoặc nam đều đeo được các bác nhé. Nam nếu mà các bác thích nhỏ thì đeo cái sợi này thì nên tay rất là đẹp. Hàng này thì nó là hàng VIP các bác nhá, nó là thuộc dòng VIP, nó nhiều vân lắm, để tôi sẽ cho các bác xem cận cảnh cái vân của nó. Biết được có nhìn rõ không? Hạt nó hơi bé nhưng mà nó rất là nhiều vân. Vân rất là đẹp. Những cái sợi như này thì nam nữ đều có thể đeo được, hoặc là các bạn có thể xỏ thành vòng cổ như này để đeo dây chuyền. Đây là một sợi dây chuyền có văn công gỗ sưa đỏ Quảng Bình 100% các bạn nhé. Mặt là gỗ sưa đỏ. Đây là dây size 8 ly này. Hàng chun sụn đẹp. Đây là những cái dòng thuộc dòng cao cấp gỗ sưa. Dây này thì dài, độ dài phù hợp với một người nam khoảng 70-80 kg đeo. Rất là đẳng cấp đấy nhé. Một sợi xưa là cực kỳ đẳng cấp luôn. Các bác có thể về mộc vàng, mộc bạc vàng. Để ra một bên giới thiệu tiếp cho các bạn những cái sản phẩm khác. Đây là một sợi 108 hạt size 8 ly, vân cũng rất là đẹp, xưa già, xưa cực kỳ già, gỗ sở thích lắm luôn. Sở những cái dòng gỗ già này nó cảm giác nó đã tay đanh sợ nó sướng. Sản phẩm mà nó VIP như này nó thích nguồn năng lượng nó tỏa ra, mình cảm nhận được các bạn, cảm nhận được rất là khoái, rất là thư giãn, thoải mái luôn. Đây có một cái vòng xưa như này mình có thể ngồi cà phê lần hạt lần chuỗi, ngồi thiền niệm Phật, là một món quà tặng rất là độc đáo dành cho ông bà, cha mẹ, người thân. Chúng ta có thể làm dây chuyền đeo trước cổ, trước ngực này, rồi thì quấn đeo tay cũng được các bạn. Quấn đeo tay nam quấn 4 vòng, cái này thì nữ cũng đeo được, nhưng mà nam cái size 8 ly này thường cho nam, còn nữ thì có size 6 ly các bạn. Nữ có sợi 6 ly nhé. Đó là 108 hạt các bác nhé. Đây tôi có một sợi duy nhất, một sợi hàng mộc gỗ xưa, rễ gỗ xưa Quảng Bình, xưa rừng, già nó size 18 ly. Còn duy nhất một sợi hàng nguyên để nguyên mộc luôn, đeo nó đen, nó bóng đẹp lắm. Cái sợi này trước là có hai sợi, khách mua một sợi đeo nó đen, nó đen nó bóng lọng luôn, như nó bôi dầu luôn, kiểu người ta đeo mồ hôi nó ra, những
như thứ gỗ như này, nó nì xuống nó bóng nó đẹp dã man người ta. Anh ấy chụp lại đeo nhìn sướng, giữ gìn cái vòng các bác, giữ gìn cái vòng của anh đeo rất là, ngày nào cũng anh ấy bảo ngày nào đi cà phê anh cũng cầm theo, anh ấy đàn hạt nhiên liệu thì mọi sự nó đều bình an bình yên trong cái công việc cũng như là cuộc sống. Gỗ xưa này nó là một cái loại gỗ mà cái giá trị phong thủy cũng như là tâm linh của nó rất là cao, cái đấy là điều đấy là không thể phủ nhận được nhé. Và cái giá trị về sức khỏe nó đem lại, gỗ tự nhiên thì nó dưỡng người rất là tốt, nó là thuộc dương, nó có tính dương nó rất là tốt. Cái vòng hạt tròn như này cực kỳ là dễ đeo, dễ sử dụng, có thể đeo tay, đàn hạt cầm theo. 18 ly thì 13 hạt các bác nhé, 13 hạt ứng vào chữ sinh, trong sinh não bệnh tử đấy. Một chiếc vòng cực kỳ là đẹp tuyệt vời. Các bác nào mà muốn sở hữu cái chiếc vòng này duy nhất thì các bác có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0987863250 hoặc 0985233952 để bên tôi có thể tư vấn. Cái số này thì bên tôi không sử dụng nữa rồi các bác. Zalo thì vẫn còn sử dụng nhưng mà số này thì tôi không sử dụng nữa. Sắp tới tôi sẽ làm một cái thẻ khác cho cái số kia vào. Cái số kia thì các bác liên lạc nhiều hơn. Tiếp theo nha, tôi sẽ giới thiệu các bác những cái sợi đốt trúc và trúc nhộng nha. Đây là đốt trúc 12 ni các bác. Xưa đỏ đốt trúc 12 ni vân đẹp, vân của nó rất là nhiều và dày. Xưa Quảng Bình thì chúng ta nhìn, các bác nào mà theo dõi nhiều bên tôi các bác sẽ nhìn phân biệt được ngay xưa Quảng Bình với lại xưa nào, xưa giả. Xưa nào nó là một dòng cây dây neo, không phải xưa các bác, không phải thuộc dòng xưa, nó gọi là xưa nào để cho dễ bán thôi. Cạnh tranh xưa hàng xưa giả với lại xưa Quảng Bình với xưa Bắc thôi, Việt Nam mình thôi. Xưa nào thực ra nó không phải là dòng xưa thôi. Các bác nào mà theo dõi tôi thì biết là tôi phân biệt các cái loại gỗ xưa ở trên thị trường. Các bác ấn vào theo dõi hoặc xem những cái video cũ về những cái vòng gỗ xưa, thông tin về vòng gỗ xưa trên kênh của tôi nhé. Không nói lại nữa. Đây là chỉ giới thiệu sản phẩm cho các bác ngắm ưng ý. Các bác nào mà muốn tư vấn thêm thì các bác có thể điện trực tiếp hoặc là nhắn vào Zalo đấy, nên tôi sẽ tư vấn cho các bạn các cái mẫu. Đó, đây là size 12 ly nhé. Đây là trúc nhộng, trúc nhộng 8 ly này. Những cái dòng nhộng này cũng rất là dễ bán này, bán chạy và rất là nhiều anh em thích này. Cái dòng nhộng này, trúc nhộng này, rất là nhiều anh em thích luôn. Vì mẫu mã nó lạ, nó đẹp, đeo lên tay nó cũng đẹp này. Đeo lên tay nó cũng đẹp. Rồi, có vấn đề gì tôi sẽ, các bác có liên hệ trực tiếp Zalo nhé, nên tôi sẽ tư vấn cho các bác. Bên tôi thì giao hàng tận nơi, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền, các bác hoàn toàn là yên tâm, miễn phí ship rồi. Rồi, xin chào các bác, cảm ơn các bác, xin chào.